Xin chào các bạn nha. Chào các bạn trở lại kênh của Bách nha. Hôm nay mình sẽ lập một cái kênh mới này để hướng dẫn các bạn chuyên về đồ trẻ em. Thì Bách có hai cái kênh, một kênh kia là mình làm chuyên về đồ người lớn, thì nó thiết kế ra rập thời trang của đồ người lớn nha, dạy ra rập thời trang. Bây giờ cái kênh này mình sẽ đặt cái tên là ra rập thời trang trẻ em. Thì mình sẽ để hai cái kênh riêng biệt. Nếu các bạn nào tìm hiểu về cái chuyên về cái mảng đồ trẻ em á, thì mình lên cái kênh này. Còn nếu các bạn nào mà đồ người lớn bên thì cái kênh bên kia nha. Mình muốn để riêng biệt như vậy để chi, để cho các bạn khỏi có tìm á, tức là mình muốn may đồ trẻ em thì nó có một cái nguyên cái lọt của cái video của may đồ trẻ em không. Còn ai muốn may đồ người lớn thì qua một cái kênh khác để cái kênh của mình luôn, nhưng mà cái kênh khác nó sẽ đồ người lớn không. Thì mình sẽ chia ra, mình tách biệt ra hai cái kênh để cho các bạn dễ theo dõi ha. Thì nếu các bạn nào mình có ủng hộ mình á, thì nhớ đăng ký cái kênh mới này nha. Kênh mới là hướng dẫn ra rập hàng trẻ em, hướng dẫn ra rập cắt may hàng trẻ em nha. Thì ở đây mình sẽ bao gồm tất cả những cái gì mặt hàng thuộc về trẻ em thì mình sẽ cho lên cái kênh này. Nó không có nó không có cụ thể, nó không có cái dài dòng, nhưng mà mình sẽ tập trung vào một cái mảng một duy nhất là trẻ em, còn bên kia là đồ người lớn. Rồi các bạn ơi, các bạn ai có đã từng ủng hộ kênh của mình thì hôm nay mình có cái kênh mới này. Các bạn nếu mà các bạn có theo dõi, có hay may đồ em bé ha, may đồ của trẻ em ha, thì các bạn theo dõi kênh này nha. Nhớ đăng ký giúp mình ha, đăng ký bình luận bên dưới nếu cần ra cái mẫu nào đó thì mình bình luận bên dưới. Thích cái mẫu nào á thì mình có thể là cho mình lên cái thông tin ở trên cái bình luận nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, thu thiết hướng dẫn các bạn. Chuyên về đồ trẻ em thì cái kênh này, còn nếu mà cái kênh kia là chuyên về đồ người lớn, thời trang người lớn nha. Còn kênh này là đồ trẻ em không. Rồi các bạn có theo dõi kênh mình thì nhớ bấm đăng ký nha, đăng ký và chia sẻ, nhấn like nữa nha. Rồi, mời các bạn theo dõi nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái áo đầm trẻ em nha, đầm 3 tầng nha. Đầm 3 tầng thì ở đây mình sẽ cho luôn cái thông số của trẻ em từ... Bây giờ mình cho cái thông số size số 4. Thì ở đây á, mình làm mẫu thường thường mình làm là size số 4. Mình làm mẫu size số 4 rồi từ đó mình mới lên size 1 xuống 1, 2, 3 đó, xuống 3, 2, 1 xong rồi lên là 5, 6, 7, 8. Thường thường là nó 1 ri của nó là 8 size. Rồi lên là 9, 10, 11, 12 đó. Nó lên, nó tách ra hai phần. Một phần size nhỏ là tới số 8. Còn phần xây trung á là nó từ 9 tới 12, tới có thể tới 15 ha. Thì bây giờ mình cắt cái này là cầm cạnh xây số 4 nha. Xây số 4 là bé nó 4 tuổi á, 4 tuổi các bạn. Đầm 3 tầng, cái này là đầm 3 tầng nha. Cổ là có mình may là cổ lá sen đó ha, cổ lá sen. Tay dúng. Thân sau á là nó có dây kéo nè. Mình vừa thân sau cho Bích một con gửi để may dây kéo nha. Chiều dài cổ đầm này là qua đầu gối một chút. Qua đầu gối một chút thì mình may cái áo đầm này là dài 64 nha. Ngang vai. Vai thì là 24, vai 24, dài 64. Rồi bây giờ mình sẽ hạ vai nha. Đồ trẻ em nè. Bây giờ mình sẽ thấy nha, là cho biết là 3 xăng.
ngực của cái size 64 này nè thì bề ngang ngực nó khoảng là 60. 60 thì hạ nách 10. 60 chia 4. 60 chia 4 trừ đi 2 cho bích nha. 60 chia 4 là 15 trừ 2 còn 13 nha. Rồi ngực. Ngực thì size số 4 này thì áo đầm này là bằng size cho T. Thì mình sẽ lấy là size size sẽ là 16, 16 xăng ha. 16 xăng. Thì mình cộng 1 đó các bạn. Ngực chia T cộng 1. Hạ eo. Hạ cái phần eo đúng rồi nè. Thì khoảng 22 xăng. 22 xăng nha, size số 4 là 22 xăng nha. Chiều dài áo nè. Dài áo thì bây giờ mình ở đây mình chiều dài áo mình làm 62. 62 thôi. 62. Là nó qua bắp chuối đó các bạn, nó qua cái chỗ bắp chuối một chút nha. Thì đây là mình ngực nè, eo. Eo bây giờ là mình sẽ ngực là 16 nha. Eo thì các bạn lấy cho mình 15. Rồi tùng bung ra nè. Tùng á, bây giờ tùng mình sẽ lấy cái dạng tùng chữ A. Rồi mình sẽ cộng thêm cái độ tùng đúng của nó nè. Ví dụ đây là cái eo, mình sẽ cho một cái đường mai ra. Mình chỉ lấy ngang phần này thôi nha. Còn dưới này là tùng. Eo này mình cộng thêm. Dúng vừa phải, dúng vừa phải, không có không có mà nhiều lắm nha. Thì các bạn cộng cho mình thêm, ví dụ như eo này 30 nè, thì mình cộng thêm 30 nữa. Eo 30 cộng thêm 30 là eo 15 cộng thêm 15 đó, là 30 đó nè. Đây là dúng nhiều nha, dúng nhiều. Dúng 50-50 là nhiều đó. Là đây. Bạn trừ một số một đường mai nè. Bạn lấy 30 cũng được ha. Nếu các bạn thấy dúng ít ít rơi rơi, dúng vừa vừa rơi rơi thôi, cái này là dúng nhiều nha. Là cái độ dúng mình ăn thua mình. Nhưng mà là nó nhân đôi nè, 50-50 như vậy là dúng nhiều. Còn nếu các bạn thấy dúng ít thì các bạn cộng cho mình thêm 12 xăng thôi nha. 12 xăng dúng vô 15 xăng này thì nó cũng tương đối được đó. Rồi mình gạch cái này thẳng xuống nè. Mình chia cái đoạn này ra là 3 tầng. Mình chia đoạn này ra 3 tầng. Coi cái 3 tầng này là khoảng dài khoảng bao nhiêu. 40 xăng. 40 mà chia 3. 40 chia 3 các bạn lấy cho mình là 13 xăng đi nha. 13 xăng thôi. 13 xăng là ra 39 á. 13 xăng. Thì mình bỏ xuống đây 2 xăng rồi mình lấy 13 xăng nè. 13 xăng. Rồi mình gặp thêm một đường mai nè. Một đường mai nữa. Đó. Rồi mình lấy cái đường này ra. Đường này xong. Cái này phải lấy ra là. Tại vì dúng ở đây một tầng. Dúng ở đây kéo vô đây. Rồi bây giờ mình dúng cái thằng này kéo ra mình phải đo thằng này. Thằng này 27. 27. Đo ngang đây 27 nha. Thì bây giờ mình. Nếu mình dúng nhiều mình cộng thêm 27 nữa. Còn không thì mình cộng 20. Mình trừ đi 5. Mình cộng là 22 thôi ha. Cộng thêm 22 nữa tức là 27. 27 xăng này cộng 20 thôi, cộng thêm 20 rồi mình lấy một phần này nữa là 13 xăng này. 13 xăng xuống 13 xăng nữa để làm một cái tầng mới, tầng khác nha, là 13 xăng nữa nè.
rồi còn 13, cái này là bao nhiêu, cái này là 47, 47 giờ mình cộng thêm cái này cho mất 35, 30 nữa thôi. Tuần dưới mình sẽ cộng đi ít hơn, tại vì cái nếu mình cộng càng nhiều thì cái tuần này nó càng to dữ lắm nha. Bây giờ mình cộng thêm 3 xong, 30 xong nữa thôi. Là cái phần dưới cùng là mình lấy hết khổ các bạn, hết khổ cái tuần cuối cùng ha, cái tuần cuối cùng là mình lấy hết khổ nha, tại vì là nó cũng hết khổ là nó cũng đủ vừa đủ, hết khổ là đây là 70. Áo này là mình không nhấn ben nha.